Đây là một cái chiến lược mới dành cho các bạn làm quảng cáo này. Trước đây chúng ta sản xuất rất nhiều những cái nội dung quảng cáo hình ảnh, video, sau chúng ta chạy test. Mỗi người có một cái cách để mà lên chiến dịch test. Thế nhưng mà bây giờ tôi đang có một cái rất là hay trên kênh của tôi. Tôi nói rất nhiều về hai cái phân biệt, cái việc là chúng ta xây dựng kênh bán hàng, chúng ta xây dựng brand, và cái thứ hai nữa là cái hoạt động performance marketing. Thì đấy là những cái hoạt động là bắt buộc phải có nếu như các bạn làm một doanh nghiệp mà các bạn muốn đi đường dài và các bạn muốn scale up, các bạn làm lớn. Thế còn nếu mà các bạn vẫn chỉ đang làm performance marketing, tức là chỉ thuần chạy ad bán hàng, hoặc là các bạn chỉ xây kênh vẫn rất là ok, không có vấn đề gì. Nhưng mà chúng ta nên làm kết hợp. Quan trọng là chúng ta phân bổ nguồn lực. Cái câu chuyện là tại sao chúng ta không kết hợp cả hai cái đó? Tại vì trường phái một số người là chỉ chạy quảng cáo để bán hàng thôi, có một số người chỉ xây kênh thôi. Thế thì đối với những anh em nào mà chạy quảng cáo thì sao? Đối với những anh em chạy quảng cáo thì tôi sẽ có một chiến lược cho các bạn đang làm doanh nghiệp mà các bạn bắt buộc các bạn chơi cả hai thứ luôn. Tức là các bạn không chỉ thuần xây kênh bán hàng và xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc là thương hiệu doanh nghiệp, hoặc là một bên nữa chỉ chạy ad. Thế bây giờ chúng ta kết hợp hết, coi như chúng ta là một doanh nghiệp hoàn chỉnh mà chúng ta muốn đánh mạnh đi, scale mạnh đi. Chúng ta đã lỡ có đội nhóm rồi. Ví dụ có những bạn mà bạn ấy xây theo một cái mô hình tất cả xoay xung quanh thương hiệu cá nhân hết. Cái này tôi cũng đã nói rồi, tức là mô hình kinh doanh mới là tất cả các bạn đồng bộ cái chiến lược kinh doanh dài hạn của doanh nghiệp với chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân của chủ doanh nghiệp. Tức là chủ doanh nghiệp bắt buộc phải trở thành nhân vật thu hút và phải trở thành KOC hoặc KOL. Thì có một số bạn đã làm theo cái mô hình đó và nó không còn xa lạ gì. Chúng ta thấy Võ Hà Linh cũng là một ví dụ. Toàn bộ doanh nghiệp xoay xung quanh một KOC. Thế thì nếu như chúng ta xây theo mô hình đó thì không nhất thiết chúng ta phải làm performance marketing, không nhất thiết phải chạy ad, tìm kiếm khách hàng, chốt đơn qua mét, chạy chuyển đổi về landing page, không cần thiết. Thế nhưng mà một số bạn là kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ hữu hình hoặc vô hình, nhưng bắt buộc chúng ta phải chạy quảng cáo bán hàng, bắt buộc phải làm hoạt động performance marketing. Tại vì chúng ta đã xây dựng nên một cái mô hình như vậy rồi, chúng ta đã có nhân sự chạy ad rồi, chúng ta đã có hàng tồn kho rồi, chúng ta đã có nhân viên chốt sale và telesale chăm sóc khách hàng rồi. Chúng ta bắt buộc phải chạy, không thì doanh nghiệp sẽ không có doanh thu. Bây giờ không thể dừng lại để mà đợi xây một cái kênh, đợi xây dựng thương hiệu cá nhân trong vòng 2-3 tháng, nó không diễn ra như vậy. Tại vì là thương hiệu cá nhân nó là cái câu chuyện đường dài, chưa chắc 2-3 tháng đã ra được kết quả gì các bạn nhé. Có thể là 1 năm, 2 năm, có thể là 10 năm, có thể là 20 năm. Thế thì nếu như bắt buộc chúng ta phải làm performance marketing, chúng ta đã có hàng tồn, chúng ta đã có hệ thống nhân sự mà chúng ta vẫn phải chơi quảng cáo, thì chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta có thể kết hợp cả hai thứ này lại. Cũng là một cái chiến lược rất là hiệu quả cho các bạn ấy. Đó là các bạn hãy tạo ra cho tôi thật nhiều content. Các bạn bắt đầu các bạn tạo ra short form video và long form video, các bạn làm hết. Short form video bây giờ các bạn đăng trên Facebook Reels, các bạn đăng trên TikTok, các bạn đăng trên Zalo, YouTube Shorts, tất cả những kênh đó rất hiệu quả. Hoặc là các bạn làm video dài. Video dài bây giờ trên TikTok cũng đã là video 10 phút rồi. YouTube thì là video dài từ trước đến giờ rồi. Facebook đề xuất trên Watch cũng vẫn khá là tốt chứ không phải không tốt. Thì các bạn cứ sản xuất nội dung đi. Nhưng nội dung đó phải tập trung vào giá trị, vào việc xây dựng cộng đồng, đồ đầy phễu. Phải sản xuất thật nhiều, ra thật nhiều và đăng tải thật nhiều content. Và chắc chắn khi các bạn xây kênh TikTok thường xuyên hoặc là xây Reels thường xuyên thì các bạn sẽ thấy một cái điều là đăng tải khoảng tầm 50-100 video, kiểu gì cũng được vài content là lên xu hướng, ít nhất lên được vài chục, vài trăm nghìn, thậm chí triệu view, được viral mạnh. Thì thường những content đó là những content hiệu quả. Những content đó là để phục vụ cho cái mục đích các bạn đổ đầy phễu, mục đích các bạn xây dựng kênh bán hàng, mục đích các bạn làm awareness và mục đích các bạn xây dựng brand, thương hiệu cá nhân hoặc thương hiệu doanh nghiệp. Nhưng khi chúng ta xây dựng kênh như thế, chúng ta vẫn cần phải bán hàng, chúng ta vẫn có hàng tồn kho, chúng ta vẫn cần tiền về. Thế thì những cái video như thế, thay vì cái việc nó đã hiệu quả, nó đã lên xu hướng ở các nền tảng, bất kể là video ngắn hay video dài, và các bạn dùng những cái nội dung đó, các bạn để nguyên đó là các bạn xây kênh, xây dựng cộng đồng, thì các bạn hãy tải lại những cái video đó về. Những cái video nào đã tạo ra hiệu quả organic rồi, đã viral tự nhiên, đã hiệu quả, đã được tương tác rất mạnh, các bạn tải nó về, nó mang về hiệu quả mà các bạn. Thì lúc này các bạn sẽ edit nó lại cho tôi, thay đổi cho tôi một số thứ, đó là các bạn thêm cho tôi cái hook, một cái hook hoàn toàn mới, hoặc là rất nhiều cái hook các bạn có thể thử nghiệm, các bạn edit cho tôi, vẫn là cái nội dung đã viral rất mạnh ở trên các nền tảng mạng xã hội, các nền tảng short video hoặc là long video, edit lại cho tôi thành 1000 phiên bản đi, 1000 cái hook khác nhau đi, và sau đó chúng ta cho thêm cái mục PS, cái call to action ẩn đấy, tức là chúng ta kêu gọi hành động và bán hàng một cách khéo léo, thay vì việc là mua đi, comment xuống hoặc là liên hệ ở chỗ này chỗ nọ, thì chúng ta có thể để PS, đó là nếu như bạn nào có cần cái này thì bên em có bán đấy. Giả sử như vậy thì một số cái PS ẩn cộng với cả hook các bạn thay đổi cho tôi, edit cho tôi những cái nội dung đã hiệu quả, các bạn sản xuất thật nhiều, giải lên trên tất cả các kênh, phục vụ mục đích đổ đầy phễu, phục vụ mục đích xây dựng nhận thức khách hàng, xây dựng kênh bán hàng, thương hiệu cá nhân, 100 content kiểu gì cũng được, rất nhiều content lên xu hướng, ít nhất cũng khoảng được 5-10 cái lên xu hướng, viral mạnh, tải những cái đó về, edit nó lại, thêm hook vào, thay đổi thật nhiều hook khác nhau, thêm cái phần PS ở cuối vào, tức là call to action ẩn một cách khéo léo, và sau đó các bạn chạy ad performance. Cái này thì tôi thử rồi, nó khá là hiệu quả, nó phù hợp với tôi, thì tôi thử chia sẻ các bạn thử làm xem. Tại vì những cái video đó nó đã hiệu quả organic rồi, nó đã được cộng đồng tương tác vào rất nhiều, tức là nó có giá trị.
Cách đây khoảng tầm 1 đến 2 năm tôi đã livestream, tôi đã chia sẻ, để có được hiệu quả về mặt quảng cáo thì chúng ta phải chạy quảng cáo những cái nội dung nào mà khách hàng chia sẻ đi thật nhiều, thì thường những cái nội dung quảng cáo đó sẽ là những nội dung hiệu quả. Thì về bản chất hôm nay tôi nói cái này đi sâu hơn thôi. Với những cái nội dung đã hiệu quả organic tốt như vậy và đã viral mạnh như vậy rồi thì chỉ cần một cái hook hoặc là một call to action edit lại, chúng ta thêm vào, chúng ta chạy quảng cáo, chúng ta làm performance, nó sẽ mang lại hiệu quả có thể là rất là phi mã. Nhưng các bạn sẽ phải test rất nhiều, các bạn cũng sẽ phải edit và thử rất nhiều, phải chạy test đấy. Công thức chạy test content như nào các bạn lên trên kênh của tôi các bạn xem, để giảm thiểu bớt cái chi phí test đi, tức là test một cách thông minh, không tốn quá nhiều tiền. Thì cái cách này các bạn vẫn sẽ làm được cái việc là các bạn xây kênh, các bạn vẫn sẽ xây dựng được thương hiệu cá nhân, vẫn đổ đầy được phễu. Chúng ta vẫn là hoạt động, chúng ta xây dựng brand nhé, là chúng ta phải sản xuất nhiều content, đăng tải nhiều content rồi. Nhưng đồng thời nội dung nào hay chúng ta lấy nó về, chúng ta lại tiếp tục edit nó, chúng ta lại tiếp tục xào nấu nó, chúng ta dùng nó để chạy quảng cáo bán hàng, làm performance, tức là kết hợp giữa brand và performance marketing. Thì cái này có thể gọi là brandformance, khá là hay, các bạn có thể ứng dụng. Nó có thể cải thiện được hiệu quả quảng cáo của các bạn, bởi vì những content đó chắc chắn có giá trị. Content quảng cáo mà có giá trị, mà quảng cáo một cách khéo léo, mà thu hút đúng tệp, thì tôi nghĩ rằng khả năng cao nó sẽ mang lại hiệu quả chuyển đổi khá là tốt. Vừa xây dựng được kênh nhưng mà vẫn có thể có doanh thu. Trong cái thời gian đó chúng ta vẫn song song kết hợp việc là chạy quảng cáo bán hàng trực tiếp bình thường, không lo cái việc là nhân sự ngồi, nhân sự kêu gào, không có doanh thu, không có data, hàng tồn kho, thì chúng ta vẫn đẩy đi được. Đấy là một số cái các bạn có thể ứng dụng cải thiện cái hiệu quả quảng cáo. Nhưng mà vẫn có thể song song với đó là chúng ta xây dựng được một cái về lâu về dài, đó là những cái nền tảng kênh bán hàng và xây dựng được thương hiệu cá nhân. Dần dần tư duy phải đồng bộ cái thương hiệu cá nhân với chiến lược tổng thể của doanh nghiệp trong đường dài. Làm cái gì thì chúng ta cũng phải nghĩ đến thời cuộc, thời cuộc bây giờ nó thế thì bắt buộc phải làm thôi.